Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Ngọc Trâm thuộc đội ngũ bác sĩ của trung tâm chỉnh nha Vinalife. Hôm trước thì mình đã làm một video nói về mối liên quan giữa các bệnh mãn tính của đường hô hấp trên như là bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang vân vân đối với cái thẩm mỹ của khuôn mặt, thẩm mỹ của cơ thể. Và rất nhiều các bạn sau video đó đã hỏi mình là vậy thì cách khắc phục cho những cái hậu quả do những cái bệnh đó gây ra là như thế nào, hoặc là có cách gì để dự phòng những cái hậu quả đó hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để giải thích tất cả những thắc mắc đây nhé. Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Mình sẽ chia đối tượng cần điều trị ra hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đối tượng điều trị là trẻ nhỏ, nhóm thứ hai đối tượng điều trị là người lớn, bởi vì cái hướng điều trị của hai nhóm đối tượng này là khác nhau. Đối với nhóm đối tượng trẻ nhỏ thì mình sẽ vừa thực hiện điều trị dự phòng mà vừa thực hiện điều trị can thiệp. Điều trị dự phòng có nghĩa là ngay từ khi mà cái thói quen này nó chưa hình thành hoặc là nó mới hình thành thì mình đã có những cái phương pháp làm sao để mà ngăn chặn cái thói quen này nó tiến xa hơn và nó gây ra những cái hậu quả sau này. Còn cái điều trị can thiệp có nghĩa là thói quen này đã được hình thành rồi và lúc đấy thì mình sẽ điều trị để mà giảm nhẹ những cái hậu quả mà do các cái thói quen này gây ra. Ngay từ lúc trẻ mọc cái răng sữa đầu tiên thì các bậc phụ huynh đã nên 6 tháng một lần đưa con đi khám định kỳ tại bác sĩ nha khoa để có thể phát hiện sớm những cái tật cận chức năng hay là những cái thói quen xấu này của trẻ. Thì lúc đấy các bác sĩ sẽ giải thích cho các bậc phụ huynh này về cái hậu quả của các cái tật cận chức năng này là gì, và từ đó sẽ hướng dẫn cho các cha mẹ các cái cách để mà ngăn chặn cái sự phát triển của các tật cận chức năng này. Khi bác sĩ nha khoa phát hiện ra những tật cận chức năng này ở trẻ nhỏ thì đối với các em bé còn rất nhỏ, chưa có được cái khả năng nhận thức cho nó rõ ràng á, thì các bác sĩ sẽ thường là hướng dẫn các bậc cha mẹ là để ý hơn đến con của mình. Như là khi các em mà có xu hướng là hạ miệng ra để thở thì các bậc cha mẹ sẽ chú ý là đẩy môi của trẻ lên hoặc là đẩy cằm của trẻ lên để giúp trẻ không có bị hạ miệng ra thở như vậy. Còn khi các em đã lớn hơn rồi, khả năng nhận thức đã tốt hơn rồi thì bác sĩ có thể sử dụng các cái khí cụ đặt ở trong miệng hoặc là ở ngoài mặt của các em để giúp các em nhớ hơn về cái việc là phải tập đặt lưỡi của mình cho đúng, rồi phải tập đặt môi của mình làm sao cho đúng. Tức là mục đích tái lập lại cái vị trí sinh lý của lưỡi và luôn luôn kiểm soát sự tiếp xúc của hai môi. Ví dụ như là có thể sử dụng các cái hàm mà để chặn lưỡi hoặc là cái viên bi mà dùng để tập lưỡi, tôi sẽ để hình ở trên đây. Ngoài ra thì các bậc phụ huynh cũng có thể sử dụng các cái hệ thống đai buộc từ cằm lên trên đầu của trẻ như thế này để giúp kiểm soát cái sự tiếp xúc môi trong quá trình trẻ ngủ. Tại vì khi trẻ thức thì trẻ có thể là giữ cho hai môi của mình khép kín, nhưng mà khi ngủ thì các em lại vẫn bị cái thói quen là hạ miệng ra khi ngủ. Chính vì vậy mà cái đai này sẽ giúp hỗ trợ rất là tốt cái việc kiểm soát tiếp xúc môi của các em nhỏ. Bên cạnh các dụng cụ hỗ trợ này thì bác sĩ thường cũng sẽ có những cái bài tập để giúp phục hồi lại chức năng của môi, của lưỡi, đồng thời là giúp hồi phục, giúp tái lập lại cái tư thế cổ và tư thế cơ thể cho chính xác. Còn khi mà các cái tật cận chức năng này đã kịp gây ra những cái hậu quả trên thẩm mỹ cũng như là chức năng trên cung răng cũng như là thẩm mỹ khuôn mặt và cơ thể rồi, thì lúc đó bác sĩ sẽ quyết định là đưa ra điều trị can thiệp. Điều trị can thiệp có nghĩa là gì? Lúc đó bác sĩ sẽ sử dụng những cái khí cụ, ví dụ như là hàm nong, để giúp nong rộng cung hàm trên cung hàm dưới ra, giúp là răng nó bớt chen chúc hơn, đỡ hô đỡ móm hơn. Sau giai đoạn điều trị can thiệp bằng các khí cụ chức năng này thì các bác sĩ sẽ chuyển sang giai đoạn niềng răng cho trẻ để giúp tinh chỉnh lại, để giúp làm đều các răng này, giảm hô giảm móm và cũng như là tái lập lại cái khớp cắn sinh lý cho các trẻ. Nhóm đối tượng là người lớn thì khác gì với nhóm đối tượng trẻ nhỏ, đó là các bạn đã hết cái giai đoạn tăng trưởng rồi. Chính vì vậy mà giai đoạn điều trị can thiệp bằng các khí cụ chức năng thì không thể nào áp dụng ở trên người lớn được nữa. Như vậy đối với người lớn thì các bạn cũng nên đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ 6 tháng một lần ở bác sĩ nha khoa để giúp phát hiện ra cái thói quen xấu của mình, thói quen đẩy lưỡi và thói quen thở miệng của mình. Thì lúc đó bác sĩ sẽ có những cái bài tập phục hồi chức năng cho các bạn để mà giúp tái lập lại, cũng như các em nhỏ thôi cũng giúp tái lập lại cái tư thế lưỡi, tư thế môi, tư thế cổ, tư thế cơ thể. Chính vì vậy để mà thay đổi được những cái thói quen này, để mà có thể tái lập lại được những cái chức năng gọi là sinh lý, và để mà thậm chí là để mà nhìn thấy được những cái thay đổi ở trên cung răng, ở trên khuôn mặt, ở trên cơ thể của mình, thì các bạn phải tập ở một thời gian đủ lâu, tức là phải một năm trở lên, thì lúc đó cái hệ thống cơ của mình nó mới có thể là lấy lại cái trương lực được tốt, nó khỏe hơn.
Rồi thì cái khuôn mặt của mình, khi mà các cơ nó phát triển lên thì là khuôn mặt của mình cũng sẽ được thẩm mỹ và hài hòa hơn so với là khi các bạn không tập những cái bài tập phục hồi chức năng. Cái quan trọng là các bạn phải thật kiên trì đối với cái lộ trình điều trị của bác sĩ. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho các bạn là nên niềng răng để mà giúp tái lập lại cái khớp cắn sinh lý. Như vậy, thông qua hai video này thì mình hy vọng là các bạn đã có những cái kiến thức tổng quan về tập đẩy lưỡi và thở miệng liên quan đến những bệnh mãn tính của đường hô hấp trên. Nếu như có các câu hỏi liên quan muốn đặt cho mình thì các bạn đừng ngần ngại comment ở bên dưới video nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong các video sau. Chào tạm biệt.